Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh Bonsai Lục Cảnh Vân Tay. Hôm nay thì con lại ghé lại một cái địa điểm giao lưu quen thuộc của chú. Đây là vườn hoa kiển Thanh Sơn của anh Sơn. Có địa chỉ tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thì anh Sơn chuyên về các dòng hoa kiển mà tạo hình nha quý chú. Hôm nay thì cũng có một số cái tạo hình mới nè. Trước mắt của chú là một cái cặp bình. Đó, bình uống trà của chú, bình nè. Này cũng mới luôn cô chú ơi. À, hôm nay thì giới thiệu đến cô chú một số cây hoa kiển trong này ha. Có nguyệt quế rồi mấy cây hoa giấy rất là dễ chơi của chú ơi, hoa giấy nhiều màu. Một số không thể thiếu một số cái cặp kiển trang tạo hình con thú ha, con vật. Thì ảnh cũng mới là một số cái lục bình lớn nè. Dòng này thì hôm nay họ không giới thiệu đến cô chú, không báo giá tại vì có ảnh mới làm cho nên khi mình phải đợi cây nó khỏe mình mới giao được ha. Quý cô chú có thích đó thì cứ liên hệ với anh ha, rồi mình sẽ hẹn ngày mình giao lưu. Đó. Nó phải để cho nó chở lá của chú. Cái này mới làm à. Đó thì con mời của chú ra đây ha, mình gặp anh rồi mình sẽ báo giá chi tiết trong cái clip hôm nay. Một số cây cũng khá độc đáo luôn. Rồi em chào anh Sơn ơi. Dạ, em chào anh Khánh à. Dạ, rất vui được gặp lại quý cô chú và anh chị trên kênh Lục Tỉnh miền Tây ạ. À. Dạ, hôm nay nhà vườn của em tiếp tục lên một cái số tác phẩm để phục vụ hoa kiển cho quý cô chú và anh chị à. Cái địa chỉ của nhà vườn của em là ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp à. Và số điện thoại của em là 0702 879 110, đó cũng chính là số Zalo của em ạ. Dạ. Trước khi lên clip mới thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã thương em, ủng hộ em những cái clip vừa qua ạ. Và cũng mong quý cô chú anh chị ủng hộ em những clip này và những clip sau ạ. Dạ, rồi. Dạ rồi. Dạ để chi tiết thì hôm nay em có cây hoa giấy quý cô chú anh chị, một cốt ạ. một cây hoa giấy, cái màu này là màu màu gì anh? Cái này tím tuyết anh. Tím tuyết ha. Dạ. Rồi. Dạ cây này nó lớn nha, khá lớn nha quý chú anh chị. Dạ, em đo phỏng phỏng đi, cái cái tán tàn ngang nó của dày nó lắm là luôn chú một ơi. mét, một mét mốt, mét hai gì đó của chú anh chị, rất là ấm mạnh rồi. Mét hai anh ha. Dạ mét hai. Ảnh đo phỏng phỏng thôi chứ thực dạ. ra nó tới cỡ mét rưỡi của chú. Dạ. Cái hoành cổ em đo chỗ vị trí này là 40 nha quý chú anh chị. Dạ 40. Dạ thoát thân của nó là nó 60 nha. Dạ. Một cái bo ghép duy nhất luôn anh dạ, hả? Ghép một bo một cây một cũ bo rất là sạch đẹp một á. Dạ. Củ đế nè cô chú. Củ này đẹp. Dạ. Dạ, một dạ rồi, dạ cái cây này em xin phép giao lưu là 1 triệu 500 ngàn á. Triệu tím 500 tuyết ngàn. Anh ha. Dạ thím tuyết. Dạ em bao ship bao sống toàn quốc. Cái này là hoa tàn nữa. Cái này nó tàn rồi anh. Mấy dòng này nó mới lên. Này cái bông nó rất là dai nha quý cô chú anh chị, tầm khoảng 2 tháng ăn lên nó mới có tàn nữa nha. Đây cái bộ đế này, bộ đế đẹp lắm. Cây thì cũng sạch sẽ cây anh ha. Dạ cây rất là sạch đó. Ghép một bò duy nhất thôi. Dạ chỉ một bò lớn luôn của chú ha. Đây, dạ. Bò nè. Này nó đã kéo nó muốn liền hết rồi, muốn kéo qua. Dạ. Đây, cái củ của đây. 1 triệu rưỡi anh ha. Cây dạ, này mà triệu ship rưỡi. Toàn quốc luôn ha. Dạ, bao ship toàn quốc chứ quý cô chú anh chị. Cây này ảnh bố đi tiền phí ship cũng cao của chú ha. Dạ cũng, cây lớn. Quý chú yêu thương ủng hộ cho anh ha. Dạ. Rồi vô anh ơi. Dạ, vô. Rồi. Dạ rồi tiếp theo thì em có cái cặp công. Ở đây nữa hả? À, dạ công ở luôn. Đây. Cặp công luôn, cặp công lớn luôn. Cặp dạ. công này là bữa nay là giao lưu được rồi nha anh. Rồi. Có ra bông rồi. Khỏe cày dữ lắm rồi. Dạ cặp này cái chiều cao là 1m7 anh. Tầm 1m7 ăn lên, hơn 1m7. Dạ. Tính 1m7 đi anh ơi. Dạ cao tính 1m7 thôi. Cái mình nó được như đây. Dạ. Dạ cái mình là 1m2. Dạ. Đường kính cánh là 1m2 đó. Công thì đuôi nó xòe ha. Dạ, đường kính đuôi là 1m à. Dạ rồi. Dạ. Anh đo cái chiều dài cái đuôi này luôn anh từ từ phía dưới dạ, cái này. Cái cày đuôi lên. Dạ, dạ. Dạ chiều dài cái đuôi lên là 1m1 à. Dạ. Khá là to nha quý chú. Dạ. Mấy cái này to ha. Giống dạ. như là cái cặp lục bình kia ha. Cái này thì nó phải chở lá vậy nè anh. Dạ. Dạ đúng rồi, nó chở lá nó đẹp lên vậy, nó ra búp bông như vậy mình mới dám giao lưu với anh em anh. Dạ. Rồi. Đây nó búp đọt rất là mạnh luôn nè. Quý cô chú cứ đặt hàng ha, rồi dạ. anh sẽ làm, sau đó anh sẽ nuôi lại, rồi khi nào mà cây mạnh khỏe thì giao cho mình. Dạ, đó. Đây cũng cặp bên đây để em đo sơ cặp bên đây cái bên đây. Dạ cái này cũng 1m7 luôn. Như nhau dạ. thôi. Y như nhau hết. Y như nhau. Dạ. À, thì... cây này thì là cây trăng đỏ anh ha, nguyên dạ, trăng một bụi. Đỏ. Trăng đỏ bụi mình đó. Trăng đỏ bụi xưa. Dạ bụi xưa. Cây này cũng khá lớn đó cô chú. Cây này cũng khá lớn, gốc khá lớn. Rồi cái chi tiết gốc thì có thể mình liên hệ với anh ha, tại vì cái này cái phần mà cái hình này thì nó quan trọng hơn anh ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó. Dạ thì cặp này thì em xin giao lưu là 7 triệu anh. 7 triệu. 7 triệu một cặp, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Ship toàn quốc luôn nha quý dạ, cô chú. Toàn quốc luôn ạ. Cái phí ship này cũng cao lắm luôn, hai dạ. cái cặp này to.
cặp này to phía ship này nặng. Rồi gần đây thì anh giảm bớt cho mình, hoặc là quý chú có lại ngay vườn lấy á. Dạ ngay vườn lại lấy thì... thị trấn Lai Dung. Dạ. Xã Long Hậu anh ha, cũng dạ, đúng rồi. Cũng dễ lắm quý chú. Thì anh sẽ bớt tiền cho mình. Dạ. Một cặp chỉ 7 triệu thôi bao ship. Cặp 7 triệu. Tới đây lấy thì mình thương lượng. Dạ. Anh bớt chi phí cho mình. Rồi, rồi tiếp tục anh ơi. Tiếp tục là cây thường quy anh, cụm thường quy. Thường quy bữa nay là rất là đẹp anh. Dạ, anh xin phép đo tổng cụm này ha. Mã số 3. Dạ mã số. Cái này thì không có mã số đi anh. Này tại mấy cây đơn á. À rồi, không mã dạ. số luôn ha. Dạ. Cây thường quy. Thường quy. Thường quy lá xanh bông màu hồng nha anh. Rồi. Dạ cái tổng cái cụm này là nó 76 đó anh. Nó gồm có hai phần dạ. của chú ơi, như cái này. Nhà cụm nhỏ này thì nó 33. Cây riêng nha quý cô chú. Cây hoàn toàn cây riêng, không có ghép gì hết. Dạ, cụm này thì nó 50. Dạ, tường vi cây riêng. Dạ, chiều cao. Tường vi cánh mỏng. Chiều cao là nó 80 đó anh. Hoa rất đẹp. Dạ, đường kính ngang của nó là 95. Hôm nay toàn chọn cứng ngắt hết trơn anh hả? Dạ, ấm mịn hết trơn rồi. Ấm mịn. Rồi. Dạ cây tường vi này thì em xin giao lưu là 5 triệu, em cũng bao ship nhưng mà khi đi thì em xin phép là bó bầu nha. Rút chậu bó bầu. Dạ, rút chậu bó bầu. Dạ, 5 triệu của chú ha. Dạ. Rất là đẹp. Rồi cây này mình này, cây riêng 100% hoàn toàn. Có thể tách ra chơi hai cây riêng dạ. biệt cũng được luôn của chú ơi. Cây tường vi riêng. Dạ. Rồi, tiếp tục dạ, tiếp theo là một cây khế gân nữa. Khế gân luôn. Dạ, bán cây khế gân luôn. Rồi bữa hổm 2-3 cây giờ còn cây ha. Còn cây anh. Dạ cái tổng cái chiều cao là nó 1m3. Dạ, cao 1m3. Dạ. Tán rộng hao hao thôi anh. Tán rộng thì nó 60-70 nha. Nó mới ra tàn tượng thôi. Như thế này thôi dạ. chú ơi. À, cái thân thì nó già, nó lắc lượng. Dạ cái hoành cỏ đo chỗ này là nó 32. 32. Dạ. Tổng cụm nó là nó 83. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi, dạ cây khế này em cũng xin giao lưu là 3 triệu, em cũng bao ship luôn. Toàn quốc luôn anh. Dạ bao ship toàn quốc luôn, đi em cũng xin phép rút rút chậu nha anh. Cây này thì nó nhỏ nhưng mà được cây nó cũng già đúng không? Dạ, rất là già. Rồi cho em đi qua đây. Giá là 3 triệu anh ha. Dạ giá 3 triệu, em cũng bao ship toàn quốc luôn anh. Đông gồng đông nhiều cái này là cái nu của nó. Dạ nó quá lão rồi anh ơi. Nó nằm ở trên chậu rồi em mới bó bầu đem về rồi giờ em cho nó vô chậu lại. Dạ rồi tiếp tục luôn. Dạ theo mời quý cô chú và anh chị vô xem những cái tác phẩm kết hình nhỏ của em ha. Dạ rồi tác phẩm tạo hình nhỏ dễ chơi nè quý cô chú dạ. ơi. À, hôm nay đặc biệt có mấy cái cây hoa giấy rất đẹp nè. Dạ có đó, hoa giấy quá trời rực rỡ luôn. À. Rồi đầu tiên thì em lên con gà. Con gà. Dạ con gà màu đỏ này, trang này trang Thái nha quý cô chú và anh rồi. Chị cũng báo lẻ từng con anh ha. Dạ cũng báo lẻ từng con báo anh. Dạ. Dạ chiều cao của con gà này là mã số 1 nha. Gà đã bắt đầu lên mã số nha anh. Dạ, mã số 1 là chiều cao là 50 đó. Dạ đường kính cánh là nó 42. Dạ chiều dài từ đầu đến đuôi của nó là nó 65 đó anh. Dạ rồi. Dạ thì con gà mã số 1 này em xin giao lưu là 450.000 á. 450. 450 à. Bao ship toàn quốc một cặp chỉ 900 thôi anh dạ, ha. Dạ đúng rồi. Cặp 900. Dạ, rồi, tiếp tục luôn, mã số 2. Dạ, mã số 2 thì cái này thì nó thông số nó cũng gần giống nhau nha, để tiết kiệm thời gian thì em xin phép đo một con vậy trên đo cái kích thước một con thôi nha anh ha. Con này thì màu vàng anh ha. Dạ, còn con này thì màu vàng, cái này cũng gà mà gà này màu vàng. Hồi nãy con kia màu đỏ. Con kia màu đỏ. Dạ, dạ. Anh quay giúp em đi. Thông con số thì như nhau thôi chú ơi. Dạ, thông số thì nó giống như nhau. Con này thì em cũng xin giao lưu là 450.000 luôn ạ. 450 thôi ha. Dạ. Làm cũng khá công phu ha. Rồi dạ. ship cho mình cũng công phu của chú ơi mấy con này. Dạ. Rồi, rồi xin phép xuống em luôn. Những cái cây này là những cây đã khỏe rồi nha chú. Cây đã khỏe hết trở rồi. Trở lá rồi ha. Dạ đây, đây cũng con gà màu đỏ. Em chỉ lên cho quý cô chú anh chị xem tham khảo thì thông số nó cũng đồng giá là 450 hết nha quý cô chú anh chị. Mã số 3. Mã số 3. Này màu đỏ, con gà màu đỏ à. Dạ. Rồi. Đổi giúp em luôn. Mã số 4. Dạ, mã số 4 thì cũng con gà màu đỏ luôn. Màu đỏ. Lá nó trở lá lại nó trở rất là đẹp á. Nó đứng lại heo chú nhìn dạ. đẹp lắm. Đang chuẩn bị bóp bông rồi. Đây nè. Bông rất là cây rất là mấy cây mới thì mình không giao lưu được nha quý chú, tại vì mấy cây mới làm dạ. thì nó chưa biết như thế nào cho nên là mình phải đợi cho cây khỏe mình mới giao lưu. Dạ. Rồi em xin phép xuống. 450 thôi quý chú. Dạ 450. Chơi một cặp chưa được 1 triệu luôn.
chỉ có 900 ngàn thôi. Dạ, em bao sống và bao ship nha. Cái này là em bao sống cho quý cô chú anh chị từ 2 tháng lên nha. Cái này đã thuần chậu hết rồi, quý cô chú anh chị cứ an tâm ạ. Dạ đây là con nai ạ. Con nai. Con nai mình này mà 450 thôi anh hả? Dạ con nai này em cũng giao lưu 450 luôn. Cái này cao luôn chú. Dạ. Dạ chiều cao thì nó 90 ạ. Dạ. Chiều dài từ đầu đến đuôi của nó thì nó 60 ạ. Con nai. Dạ con nai là cái tác phẩm kết hình con nai ạ. Tác phẩm mã số dạ mã số 5. Số 5. Dạ con nai này em cũng xin giao lưu là 450 ngàn luôn ạ. Con nai màu đỏ anh ha. Màu đỏ, con nai này màu đỏ. Đây cái dòng bông của nó thái nè. Dòng dạ. Thái không anh, bông rất là đẹp á. Cái đuôi lên được cái bông mình nè. Nai đỏ. Dạ. Rồi. Giá là 450 thôi quý cô chú ơi. Dạ. Cái này em cũng có cặp nha. Nhưng mà khi quý cô chú anh chị muốn cặp thì cũng vẫn có ạ. Có cặp và có số lượng luôn. Dạ số con lượng. Gì đó thì mình cứ thích con nào đó mình nói ảnh ảnh kết cho mình. Dạ. Dạ. Đây, đây là con gà màu vàng ạ. Rồi. Dạ con gà này cũng giá 450 luôn anh. Thông số nó cũng giống vậy thì em xin phép đo đại diện một hai con thôi. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn, con gà mà con gà mã số số 6. Số 6 màu vàng. Màu vàng. Rồi tới con này tới con trâu. Con trâu mã số 7. Đây con trâu màu đỏ ạ. Con trâu màu đỏ anh ha. Dạ con trâu này màu đỏ. Con trâu này em cũng còn nhiều anh, có nhiều lắm. Dạ. Dạ chiều dài từ đầu đến đuôi của nó là nó 80 ạ. 80. Dạ chiều cao thì nó 35. Dạ con trâu này em cũng xin giao lưu là 450 ngàn luôn ạ. 450 thôi. Dạ 450. 450 con trâu cũng rẻ ha anh ha. Dạ cái dạ. Sừng nè chú. Có sừng, có lỗ tai, có đủ hết. Có đầu luôn. Rồi. Dạ. Rồi đổi cái này con trâu này con trâu đực nha quý vị. À trâu đực ha. Dạ. Có súng ống rồi luôn ha. Dạ. Rồi. Đổi luôn giúp em. Dạ rồi. Tiếp tục luôn. Rồi. Dạ tiếp tục con gà. Bữa nay gà gà với công rất là đẹp nha quý dạ, chú anh. Gà nó trở lại anh ha. Trở lên trở sắp lá. Sửa lên bông. Cái này em cuôn hai nước rồi đó anh. Dạ. Đẹp quá đẹp rồi. Dạ con gà mã số 8 này cũng giá 450 luôn nha quý chú anh chị. Tươi rối luôn ha chú. Dạ. Tươi rối. Cái này một màu màu đỏ. Trăng thái đỏ. Dạ. Rồi. Rồi tiếp tục luôn. Con này là con gì đây? Con chó à? Dạ cái này là con chó à. Con chó nhỏ à. Con chó vàng. Con chó vàng. Con chó vàng. Dạ con chó này số lượng em cũng nhiều lắm. Dạ. Đây. Để em đo thông số con này. Dạ chiều cao là nó 52 á. Chiều dài từ đầu đến đuôi nó là 54 à. Để em đo cái vành ở cái dòng đó này. Dòng cái này là 60 anh. Dạ rồi. Dạ rồi con chó này màu vàng này em cũng xin giao lưu là 450 luôn. Mã số 9 ạ. À. Dạ, 450 thôi. Mình dạ. Về mình vô chậu đẹp lắm chứ. Vô chậu để trước nhà chân ha. Dạ. Tiếp tục luôn. Dạ tiếp tục mã số 10. Số 10 là con công nha quý cô chú anh chị, tác phẩm con công á, con công màu đỏ à. Dạ, công. Dạ đây. Công này đuôi nó xòe chứ. Công đuôi xòe bông nó dòng bông lên dòng trang thái lên bông rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Dạ chiều cao là nó 50 ạ. À. Dạ đường kính cánh cũng là 42. Rồi. Dạ, chiều dài từ đầu đến đuôi nó 55. Dạ cái tác phẩm con công này em cũng giao lưu là 450 luôn nha quý cô chú và anh chị. Cây sống rất là khỏe nha quý cô chú anh chị. Cây này em thuần chậu từ nhỏ hết rồi. Dạ. Rồi em xin phép xuống ạ. Tiếp tục luôn anh ơi. Dạ đây. Con đây cũng là con công. Con công luôn. Dạ, con công màu đỏ luôn. Mình máy nó đẹp quá chú ơi. Cái bộ dạ. Lá nó chở. Chở mức rượt luôn ha. Bóng lộng luôn ha anh ha. Dạ. Bông nó lên nữa chừng nữa là nó sẽ lên bông đầy hết trơn mấy cái này hết á, mấy cái đọt dạ. Này là mỗi đọt mỗi bông đó. Rồi. Mỗi đọt mỗi bông anh ha. Dạ. Rồi con gà con công này em cũng giao lưu 450 luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi, 450. Mấy cái này làm lâu rồi chú ơi, rất đẹp. Dạ đây, đây cũng là con công. Này con công cũng màu đỏ luôn. Dạ, con màu đỏ luôn. Mã số 12. Chung giá cũng dễ chơi lắm quý dạ. Chú ha, ủng hộ cho anh Sơn. Cũng giá 450 luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi, tiếp tục đổi giúp em luôn. Tiếp tục mã số dạ. 10 mã số 13. 13. Cái này là cái dòng em mới làm nha. Cái dòng này làm cũng được một tháng rồi nhưng mà mới làm là mới làm cái mẫu mới là nó bao gồm nó hai màu. À. Màu đỏ và màu vàng. Này trên, con công. Trên một con có hai màu. Dạ. Màu vàng và màu đỏ. Nhưng mà cái này là cái cây mà mình trồng vô mình làm hai màu chứ không phải là ghép. Nó là cây riêng. Dạ rồi. Dạ.
Rồi con công này cũng giá 450 luôn, hai màu. Cái này em mới làm sao này nhiều nè. Mình thích hai màu thì mình nói dạ. Anh nha quý chú. À, hai màu đỏ vàng. Đỏ và vàng, nó kết hợp ở trong này hết. Khi nữa nó bông thì cái khúc đuôi này thì nó màu vàng là nhiều, còn trên đầu này thì nó màu đỏ, còn ở cái mình nó thì nó lộn hết. À, tức là cho đang xen luôn, dạ. Không phải phần nửa này, phần nửa kia. Dạ đúng rồi, nó đang xen ở trên cái mình. Rồi. Nhưng mà cái đầu thì màu đỏ, còn cái đuôi thì màu vàng. Dạ rồi. Dạ. Rồi. Dạ, tiếp tục luôn. Rồi. Anh làm sao mốt nó ra con két không chừng. Tại nhiều màu quá. Dạ đây. Dạ đây cái mẫu này thì mẫu con gà, cũng con gà, này cũng hai màu luôn. Hai màu luôn. Dạ. Cũng giá 450 ngàn luôn, em làm mới làm sao này, cái dòng hai màu này thử cái coi nó thấy nó đẹp quá. Bữa nào chắc làm két thiệt á. Dạ. Làm két cho nó 4-5 màu. Dạ. Rồi. Rồi, dạ anh xin phép xuống. Tiếp luôn. Dạ đây, tác phẩm này tác phẩm số 15 là con heo. Con heo. Dạ, kết con heo mà trang này màu đỏ anh. Rồi, con heo màu đỏ. Cũng giá 450 ngàn luôn ạ. À, để em đo thông số. Dạ, con heo này đo lại cái đi. Dạ. Cái chiều cao thì nó 28 nè. Dạ. Tính từ mặt chậu á. Chiều dài từ đầu đến đuôi của nó là nó 75 ạ. Mấy này Tết, mình trưng đồ đẹp quá chú. Vô dạ. Chậu ha. Dòng anh đổi vị trí này là nó 46 ạ. Dạ. Dạ con rồi. Heo. Dạ con heo này em cũng xin giao lưu là 450 luôn ạ. À. Cái này màu đỏ, cái này là em mới cuôn xong nha, chứ không phải là mới làm, con mới vừa cuôn xong. Rồi, đổi giúp em luôn. Màu đỏ anh ha. Dạ màu đỏ. Rồi, con heo màu đỏ là heo quay quá. Dạ heo quay. Dạ, heo đó nó quay. Cũng quay. Có heo màu vàng nữa nha quý cô chú anh chị. Quay cho nên nó mới đỏ đúng không? Dạ. Đó. Cái này là con trâu ạ. Con trâu ạ. Dạ, này là tác phẩm con trâu. Rồi. Con trâu kia nãy con trâu khác, còn dòng này con trâu khác. Dạ con trâu này em cũng xin giao lưu là 450 luôn á, cái này màu đỏ à. 450 luôn quý chú ơi, màu dạ. Đỏ luôn. Cặp trâu có 900 ngàn. Dạ. Đây rồi, mã số 16. Bao ship cho mình toàn quốc luôn hay quý chú? Dạ em bao ship toàn quốc, bao ship và bao sống toàn quốc cho mình á. Cái công mình làm với cái cây nữa quý chú ơi, tiền ship nữa, nói chung là nhà vườn cũng không có lời bao nhiêu. Dạ, tiếp tục mã số 17 là cũng kết hình con chó lớn nha. Dạ con chó lớn. Dạ con chó lớn này, chó màu tiền vàng á. À, thùng tiền băng keo tiền công, nói chung là rất là nhiều chi phí làm mấy cái này. Dạ tổng chiều cao á là nó 65 ạ. Dạ chiều dài từ đầu đến đuôi của nó là 80 ạ. Nhưng mà định đo vị trí này là nó 75 ạ. Dạ rồi. Dạ rồi, tác phẩm này thì em xin giao lưu là 550 ngàn nha, mã số 17 con chó vàng á. Dạ chú có sân vườn rộng rộng á, ngoài một số cây bonsai rồi này nọ ha, mình trồng thêm một số cái cây này. Yeah. Tạo cái cảnh quan đẹp cũng hay lắm quý chú, cho hoa rồi có hình thù hình thú rồi này nọ nữa. Yeah. Rồi đổi giúp em luôn. Yeah. Tiếp tục là con gì đó anh, này là con kết hình con ngựa anh ha. Dạ con ngựa màu đỏ. À con ngựa thì cái mình nó ốm hơn anh ha. Yeah. Cao hơn. Dạ yeah, nó cao. Cao nó ốm. Dạ con tác phẩm con ngựa này ốm hơn heo với trâu nha quý chú, tức dạ. Là nó thông thả, nó có cao hơn, cao ráo hơn. Dạ chiều cao là 48 nha quý cô chú anh chị. Dạ chiều dài từ đầu đến đuôi của nó là nó 60 ạ. Rồi dạ tác phẩm con ngựa này em cũng xin giao lưu là 550 luôn. Ôi, dạ xin lỗi, dạ 450 ạ. 450 ha, hôm dạ, nay cái gì cũng 450 cho anh nha. Dạ 450 thôi. Dạ 450 thôi, chung mấy con này đồng giá. Đây tiếp tục một con tiếp tục cái con chó nhỏ, chó dạ, vàng, chó vàng á. Đây bông đây, cái dòng thái đây quay bông cho quá đẹp luôn. Chó vàng dạ. Chó này là chó nhỏ, mấy cái này em cũng còn nhiều lắm, vườn em cũng nhiều. Dòng đôi vị trí này là nó 65 ạ, chiều cao là nó 50 ạ. Dạ chiều dài từ đầu đến đuôi của nó là nó 75 ạ. Rồi. Rồi, dạ con chó này thì em xin giao lưu là 450 ngàn ạ. À. Dạ, chó dễ thương quá chú. Bông rất là đẹp, lên bông này là bắt đầu nó búp hết trơn rồi nè. Dạ. Này em mới cuôn lại, bông rất là mịn. Rồi, đổi giúp em luôn. Tiếp tục là... Dạ, tiếp tục với lại là cũng công. Là một con công màu đỏ. À. Công màu đỏ. Dạ, con công này thì mã số 20 này em cũng xin giao lưu là 450 ngàn luôn ạ. À. 450. Rất là đẹp ạ. À. Dạ rồi, toàn bộ là cây mạnh khỏe hết mới đem dạ. Đi giao lưu, chứ cây mới làm thì mình không có giao lưu được.
Dạ đây, tiếp tục đó là mã số 21 là con gà. Vẫn nhận đặt hàng cho quý chú ha. Nhưng dạ. Khi nào cây nó khỏe ổn rồi thì nhà vườn giao cho mình. Dạ đúng rồi, mong những cái dạ. Cặp lục bình đó chừng nào nó khỏe thì em mới dám giao lưu được anh. Dạ. Nhưng mà em vẫn nhận đặt. Dạ rồi. Cái lục bình đó, lục bình với ấy em rất là nhiều nha. Em làm được này tới mười mấy cặp vậy đó. Lục bình lớn. Lục bình lớn. Rồi, tiếp tục anh ơi. Dạ rồi, dạ con gà mã số 21 này em cũng giao lưu là giá 450 ngàn ạ. 450 mà. Đẹp, rất rồi, đẹp. Rồi, tiếp cho em luôn. Rồi, dạ thôi bây giờ hết tới, tới hoa giấy đi ha. Tới hoa giấy. Dạ hoa giấy này em xin phép giao lưu cặp nha quý cô chú và anh chị. Cặp luôn anh ha. Dạ, hôm nay chơi cặp ha. Này chơi cho cô chú dễ mua nữa ha. Cho dễ cho nó xứng ơi. Dạ rồi, đây là mã số 22A và 22B. Đây gồm có một cặp mà cái này là tím tuyết hả? Tím tuyết ạ. À. Tím tuyết mà bonsai rất đẹp luôn. Dạ, làm bonsai. Bông hết biết luôn. Bông đây nè. Bông nó ra ha là có trắng, có hồng, có dạ. Tím anh ha. Đủ hết, đủ màu hết, nó muốn ra màu gì nó ra hẳn đẹp mà rồi. Bông nó rất là bền á. Chắc đo cây được anh dạ, ha. Em xin phép đo cây thôi. Đây. Thì nó cũng đo cây nhỏ này đi. Cái gốc Mỹ. Gốc Mỹ. Ghép tím tuyết. Em đo cây nhỏ này đi. Tại hai cây, cây nhỏ và cây lớn. Cái này nó khoảng 12 nha, hoành nó 12. Dạ rồi, giá cao nó là 40 ạ. À. Nhà tán nghe tán nó cũng là 45 mà. Rồi cho em giọng này. Dạ. À, thân thì một cây lớn cây nhỏ, nói dạ. Chung mà cây mình bonsai thì nói chung nó cũng nhỏ gọn rồi quý chú. Dạ. Dạ rồi, giờ cặp này em xin giao lưu là 350 ngàn thôi nha quý cô chú anh chị. 350. 350 cho một cặp. Hai cái chậu đẹp là nhìn dạ. Hết sảy luôn, quá trời bông tím tím mà nó rộ nè quý cô chú. Dạ, dòng bông nó là từ tầm khoảng 2 tháng nha quý cô chú anh chị. 2 dạ. Tháng nó mới có tàn. Như cái này là búp búp không nè. Dạ, chưa, đây là nó búp nè. Yeah. Búp đều hết luôn ha. Dạ, búp đều hết. Rồi, đổi giúp em luôn. 22, 23. Dạ, mã số 23 cũng là một cặp. Cũng là một cặp và giá là cũng đồng giá luôn dạ, anh hả? Đồng giá là cũng 350. Mình thích phong lùn có lùn, thích phong dạ, cao cao có cao cao. Bồng rất là mình giữ luôn nè anh. Dạ. Đang bồng rất là chi tiết anh coi nè. Búp vừa tấp, nở tấp búp gì. Cái này thì cái này nó ra hết đợt này tới đợt khác anh dạ, hả? Dạ đúng rồi, nó ra liên hết này tới khác liên tục hoài đó. Về mình thay chậu lại là đẹp liền. Em đo cây nhỏ đi ha, em vết đo cây nhỏ thôi nha. Dạ cây này có hoành là 10 nha. Rồi, cao rộng được anh ơi. Dạ. Cao thì 450 ạ. À. Ngang chắc cũng cỡ. Ngang thì nó cũng 40. Dạ. Rồi, giờ cặp này cũng mã số 23 này cũng là 350 ngàn một cặp nha quý cô chú anh chị. 350 một cặp thôi. Dạ, một cặp. Ship tới nhà cho mà. Dạ. Khi đi có thể rụng bông nha quý chú, tại vì dạ, cái dòng này khi mình đóng làm đó thì nó rụng nhưng mà nó không có sao hết. Dạ khi rụng rồi nó sẽ ra cái khác lại ha. Dạ. Chứ không tránh khỏi rụng quý chú ơi. Dạ. Trừ khi quý chú xuống tới nhà lấy. Mà tới nhà lấy khi mình vận chuyển thì nó cũng dạ. Phải có chút đỉnh. Rồi em xin phép xuống ạ. À. Rồi. Tiếp tục luôn. Dạ đây cho tiếp tục cái cặp mã số 24. Quá dễ thương ha quý chú. Dạ. Đây này chi tiết mà... rất là đẹp luôn ạ. À. Quý chú, mấy chú, mấy anh mua về tặng cho mấy chị, mấy cô ha, là hết sảy luôn, bông dạ. Đẹp, rực rỡ. Dạ rồi, dạ cặp này cũng có giá 350 ngàn, mã số 23 ạ. Dạ, dạ 24 ạ. À. 24, cái màu này nó không có ấy nhưng mà nó nhẹ nhàng á nè, thấy nó nhẹ nhàng. Cái màu nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào, nó nhẹ, bông đó. Nó lên, em thương nó nước rồi, xiên, rất là xiên bông. Rất xiên luôn. Dạ, mà bông nó lại dai nữa chứ. Bông nhiều hơn lá luôn. Dạ. Rồi, đổi luôn giúp em. Rồi. 350. 350 một cặp. Xích cái bàn xây ra đây cũng được anh ơi, cho anh chống. Rồi. Dạ. Dạ đây dạ, tiếp tục là một cặp cẩm thạch nha quý cô chú anh chị. Cẩm thạch à. Này, cẩm thạch tím lục bình nha. Cẩm thạch. Dạ. Tím lục bình anh ha. Cẩm thạch tím lục bình. À, tím hoa lục bình. Tím hoa lục bình á. À, cái màu tím hoa dạ. Lục bình đó ha. Màu tím hoa lục bình á. Bông nó rất là sáng anh. Lá nó cũng sáng mà bông nó cũng sáng nữa. Dạ. Dạ cặp mà mã số 25 này gốc thì nó cũng lớn này. Tím lục bình. Dạ. Tán ngang là nó 40 rồi. Để mình đo. Dạ hoành nó là nó khoảng tầm 12 nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, dạ cặp này em cũng xin giao lưu là 350 ngàn luôn ạ. À. Màu tím lục bình nha quý cô chú anh chị. Cẩm thạch tím lục bình. Rồi, màu tím này thì nó nhẹ nhàng luôn. Dạ, nó sáng thật ha. Bông nó sáng, lá nó cũng sáng. Dạ đổi giúp em luôn. Rồi. Tiếp tục là tiếp tục đặc biệt là cái cặp này là to anh hả? Dáng bay anh. Bài dáng rất là đẹp anh. Mà cái nó này bán cặp luôn hả? Dạ. Cặp luôn anh hả? Dạ cặp luôn anh.
anh để từng cây đi cũng được, nó sẽ được không, được hai cây không? Dạ được anh. Tại vì nó hai cặp này nó tương xứng là quá đẹp, bay nó bay qua bay lại cặp đây, rất đây. Là đẹp á. Rồi anh cho em vòng trước anh Sơn ơi. Dạ. Cho anh vòng ha. Cái cũ cũng đẹp mà cái thân nó cũng đẹp, dáng nó cũng đẹp luôn. Dạ. Cái người mà quay cái bàn xây cũng đẹp nữa. Dạ đúng rồi, người quay bàn xây cũng đẹp luôn anh. Rồi. Đây quý cô chú anh chị xem đây, cặp này nó rất là tương đồng á. Củ co lắc rất là đẹp á, một rễ nữa. Thắt. Cái đặc biệt hai cái thân này quái cái cây heo chú. Dạ, quái cũ mà cái thân nó cũng đẹp, nó tương đồng luôn. Mình vô chậu đây. Dạ, về cái vô chậu cái quý cô chú anh chị cứ xả dây nhôm ra rồi là ok. Thân nó cuộn cuộn đi quái vậy nè. Dạ. Sạch cây, sạch sẽ ha. Dạ. Bông quá trời. Dạ, chiều bay của nó là nó 67 à. Bên đây, bên đây luôn. Dạ, bên đây thì nó 65 à. Em thì tím tuyết anh ha. Dạ, tím tuyết. Thì tím tuyết. Siêu bông. Được. Em xin phép đo một đại diện một củ một cây. Dạ, cái hoành của cây này là nó 14 à. Rồi, được. Dạ rồi, dạ, cặp này thì em xin giao lưu là 500 ngàn à. 500 thôi anh ha. Dạ, anh 500. Quay qua mặt này giùm em ơi. Đây, củ nó sạch sẽ vậy nè chú, rất đẹp luôn. Cái cây này nè, đi cuộn cuộn. Dạ, cuộn co lắc rất là đẹp à. Co 250 ngàn thôi, tàn kính mít hết trơn luôn. Dạ. Vô hai cái chậu. Vô hai cái chậu là tuyệt vời. Tặng cho bà xã cái là đi dạ nhậu thoải mái luôn. Dạ, em xin phép xuống. Rồi, đổi giúp em luôn. Cây dáng bài quá đẹp. Tiếp anh ơi. À, em thấy có được một cái tím gì đây? Dạ, cái này là tím Pháp anh. Tím Pháp ha. Dạ, tím Pháp. Tím Pháp rồi lên luôn. Tím Pháp quá đẹp luôn. Cũng một cặp luôn. Hôm nay chơi tím không ha? Này chơi tím không? Tím Pháp rồi tím bướm rồi tím lục bình. Dạ. Còn tím gì nữa không? Dạ còn anh, tím dạng hoa lầu nữa anh. À tím dạng hoa lầu nữa ha. Còn tím dạng hoa lầu nữa. Mà có giới thiệu không anh? Dạ có anh. Có luôn hả? Dạ. Rồi. Dạ đây thì cái cặp này thì tím Pháp. Tím Pháp. Tím dạ. Pháp thì nó đậm đà mặn mà hơn hay không chú? Tím Pháp thì bông nó đậm đà, bông nó lớn, rất là lớn. Đó. Nó giống như cây vạn huê lầu của mình vậy đó, nhưng dạ. Mà nó bông nó to ha. Bông nó rất là to ạ. Với lại cái cánh nó khép hay không? Dạ. Cái cánh nó khép vậy nè. Cái đường kính ở chỗ này là nó 58 à. Dạ. Vạn huê lầu thì bông nó cao. Nhỏ. Dạ. Nhìn. Cao thì 56. Này thì dạ rồi. Cao. Dạ cặp này thì mã số 27 này tím Pháp này em xin giao lưu là 450 ngàn luôn nha quý cô chú anh chị. Cái dòng Pháp này cái bộ lá nó mướt mượt hết trơn anh ha. Dạ đúng rồi, bộ dòng lá nó xanh mướt ha. Tím Pháp này lá đẹp, bông cũng đẹp luôn. Cái cũ này cũng quái cây á. Dạ, là một hai, cặp. Hai một cặp này xanh. Dạ, một cặp này em xin giao lưu là 450 ngàn thôi anh. 450 thôi anh ha. Dạ. Bao ship toàn quốc cho bao ship luôn ha. Rồi quý cô chú anh chị sưu tầm chơi Tết này ạ. Chơi Trung thu, cái này là Trung thu nha, tới Trung thu là chơi thoải mái rồi. Rồi. Rồi, em xin phép xuống ạ. Tiếp tục luôn anh ha. Rồi tiếp tục thì em có một cặp cặp mười quế lá rí anh. Mười quế lá rí. Dạ. Lá của cây này nó rất nhỏ luôn chú. Dạ, bông cũng màu trắng. Rồi. Dáng rất là đẹp. Thì nó là mười quế thôi nhưng mà lá nó nhỏ thôi. Dạ, lá nó nhỏ. Cây già lá nhỏ. Dạ. Một cây thì dáng lắc, còn cây thì dáng trực. Đẹp. Phơm tàn đa thiên nhiên anh ha. Đa thiên nhiên. Đa thiên nhiên thôi. Mình dạ. Về mình vô chậu mình chơi một cái phong cách tự nhiên thôi. Ngày em đo thông số, hoành em đo chỗ này là 10 nha quý cô chú anh chị. Rồi 10. Và chiều cao của cái cây này là nó 40 ạ. Còn cây bên đây thì chiều cao nó cao hơn là nó 50 ạ. Dạ. Rồi một cặp anh dạ. Ha. Một cặp này thì em xin giao lưu là 500 ngàn ạ. Mười quế lá rí. Mười quế lá rí. Phơm dạ. Thiên nhiên quý cô chú. Phơm thiên nhiên. Đây, cây già cây lắm à. Bông thì cũng dữ lắm, bông cũng lực dữ lắm. Nó lên dạ. Nu cục cục giống như là mấy cái cây sam trái vậy đó. Dạ. Nó già già vậy đó. Rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. 500 này, ngàn anh dạ, hả? 500 ngàn cho một cặp nha quý cô chú anh chị. Một cặp luôn, hai cây quý cô chú. Này làm tàn để mình để trưng bày trong cái trên bàn rất là đẹp anh. Dạ rồi. Về lên cái chậu. Đổi giúp em luôn. Rồi tới tím nữa. Dạ tiếp tục là tím nữa nha. Này tím dạng hoa lầu nha quý cô chú. Vạn hoa lầu. Dạ. Vạn hoa lầu ha chú nó. Lầu cây rin nha. Cây này là rin chăm chăm không có ghép nha quý cô chú anh chị. Bộ lá nó tương đồng với cái tím Pháp đó, nhưng mà cái bông nó nhỏ hơn. Dạ. Cái màu tím nó nhạt hơn tí. Dạ, nhưng mà bông tuyệt vời, bông là dữ lắm bông. Dòng dạng hoa lầu này thì quý cô chú anh chị biết là đó nó
rất là xiên bông đó anh. Cây riêng anh. Cây riêng 100% ạ. Rồi, cây riêng lắc lượng. Dạ, hoành nó 11 nha. Vạn hoa lầu. Dạ, hoạn hoa lầu. Hoặc là... Dạ, chị ở cái đường kính nó thì nó 70 ạ. À. Vạn kính 8 à. Huê lầu cũng được cô chú ha. Dạ rồi, dạ cái cây này thì mã số 29 này em xin giao lưu là 250 ngàn thôi nha. Nhưng... Hey. Nhưng mà cái cây dạ 250 ngàn, nhưng mà cây này đi thì em có thể là em sẽ rút chậu, hoặc là nếu mà khi vấn đề đi mà nguyên chậu á, thì nó có bể thì quý cô chú anh chị cũng thông cảm cho em nha. Dạ, rút cũng được mà để chậu cũng được nữa. Rồi, chậu nhựa cho nên dạ, sợ nó có thể tặng cho mình bể thôi. Rồi, tiếp tục anh ơi. Rồi một cây, trở lại một cây tím tiết nữa. Dạ, trở lại cây tím tiết, nhưng mà cái này là em ghép ở trên cái góc dạng hoa lầu. À, tím tiết ghép trên vạn hoa lầu. Dạ. Cây tím tiết bông nó quá trời, thấy chưa? Bông cực kỳ dày. Bông nó dày ạ. Dày cứng ngắt hết trơn. Dạ. Đó. Dạ rồi. Dạ, cây này thì em đo cái hoành. Hoành cái này là nó 12 ạ. Nhìn cái màu này nó nhẹ nhàng chứ nó không có dữ dội đúng ha. Chiều cao thì nó 85 ạ. Nhìn tán thì nó tán ngang thì nó 60 ạ. Rồi. Được rồi, dạ cây dạ, dạng hoa lầu ghép trên cái tím tuyết này em cũng xin giao lưu là 250 ngàn luôn ạ. 250. Dạ 250 ạ. Dạ, đổi anh ơi. Dạ, cây rồi. Thì cây cũng quái ha, cây. Dạ. Rồi cây này tím gì đây? Cái này cũng tím tuyết luôn anh, tím tuyết mà ghép trên cái góc đỏ bạc đô ạ. Góc là góc đỏ bạc đô. Dạ. Đây nó cũng tiết. Còn cái thân chủ đỏ bạc đô này em tính đi hai màu đó anh, để cho nó giật cái lá này lại cho nó nhỏ lại mà nó mới ra bông của cái hàng này thôi, còn cái cây ghim của nó hơi làm như nó hơi lướt. Dạ rồi. Nhà đỏ bạc đô. Cái này thì hoành em đo vị trí này là nó 15 ạ. Này dạ. Cũng có cũ nha, cũ đế hết rồi. Rồi giá luôn. Dạ rồi, dạ cái cây mã số 31 mà em giao lưu cũng 250 luôn quý cô chú anh chị. Dạ rồi, tím giúp em luôn. Dạ. Tím hồi của chú rối luôn. Tím hồi rối luôn. Có gì thì chưa rõ của chú cứ liên hệ qua Zalo ha. Máy này dạ, thì cũng đây thì đơn giản thôi em. Cái này màu gì lạ vậy anh? Dạ cái này thì cũng màu tím. Cái này tím mà em ghép bên cái tím Pháp rồi, cái nó bị đột biến vậy nè anh. Thôi kể nó kể như màu tím đi. Màu tím đi. Giờ em không biết kiểu em muốn biết kiểu màu gì, con giấy ghép nó muốn ra màu gì nó ra. Cái này màu cũng ngộ lắm dạ, màu nó lạ. Màu lạ. Dạ. Từ gói gốc Mỹ. Dạ. Rồi, dạ, em đo thông đây số. Nhánh cái ghiên của nó. Hoành nó 19 à. Dạ cao thì nó 70 à. Dạ. Này sổ đế thì nó 40 à. Dạ rồi, thì cái này em xin giao lưu là cũng 250 ngàn luôn ạ. À. Cây này đế quá đẹp. Đế đẹp à. Đế đẹp bông lạ. Dạ, nói chung là cũng nên chơi của chú ha. 32 ạ. À. Rồi, đổi giúp em luôn. Dạ. Chỗ nào chưa rõ nhớ gọi cho anh giúp con ha. Anh tư vấn thêm cho mình. Dạ rồi, dạ còn cái góc mã số 33. 33 này là cái góc cũng tím nữa. Tím cuối clip luôn chưa? Đỏ lửa. Dạ cuối anh. Cuối luôn ha. Dạ. Tím rồi. Pháp. Tím Pháp ha. Dạ tím Pháp và đỏ lửa. Và đỏ lửa. Hai màu. À, góc thì góc Mỹ. Góc thì góc cái Mỹ. Dạ. Hoành nó 20 ạ. À. Chiều cao thì nó 75 ạ. À. Cái này mới mốt nó giống như trang đột biến anh ha, mới mốt ra màu là không biết đường nào mà lạnh. Dạ. Rồi, cây này em cũng xin mã số 33 này em cũng xin giao lưu là 250 ngàn luôn ạ. À. Dạ rồi, dạ cây mã số 33 này cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay ạ. À. Dạ. Trước khi kết thúc clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã nhín chút xíu thời gian quý báu để xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây ạ. À. Và cũng như xem những cái tác phẩm của nhà vườn em ạ. À. Dạ em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0702879110, đó cũng là số Zalo của em ạ. À. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip tới ạ. À. Dạ rồi, mọi vấn đề đặt hàng hay gì đó thắc mắc liên quan gọi số điện thoại kết bạn Zalo với anh giúp con theo chú. Con xin chào quý chú và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.